đã khui thùng cặp loa Scansonic MB2.5. Đây là mẫu nhỏ hơn đàn anh MB3.5, có thể chơi tốt ở những không gian phòng dưới 30m cho âm thanh rất là tuyệt vời. Đây là dòng loa cao cấp đến từ Đan Mạch và được thừa hưởng nhiều cái công nghệ cũng như là cái cấu tạo thùng và cấu tạo của driver, đặc biệt là cấu tạo của loa chép Reborn đẳng cấp của đàn anh Rido. Hãng và người chơi vẫn hay ví von rằng những dòng loa Scansonic được gọi là tiểu Rido. Và chúng ta biết thì Rido là một trong những cái thương hiệu sản xuất loa high-end hàng đầu thế giới, với những cái cấu trúc về thùng loa, cấu trúc về loa chép Rido, loa chép Reborn, em xin lỗi, hàng đầu thế giới. Giải cao của những dòng loa chép Reborn thì có thể nói rằng khó có loa nào sánh được. Nó tinh tế, chi tiết và đặc biệt là có cái độ mềm rất là tốt. Và hôm nay thì mẫu loa Scansonic MB2.5 Bá Hùng Audio phân phối tại Việt Nam với mức giá niêm yết của công ty là 80.500.000 đồng. Thì khi quý vị và bạn mua trực tiếp tại shop Bá Hùng Audio thì sẽ có cái mức chiết khấu cực kỳ tốt, hợp lý nhất thị trường do bên em là đại lý cấp 1 của hãng tại Việt Nam. Cặp loa này thì có một cái thông số khá là gọn gàng, chúng ta có thể chơi kê kích mọi không gian trong căn phòng từ dưới 30m, chơi rất tốt. Có một chiều cao là 1m, chiều ngang của cái mặt loa là 17,8cm và chiều sâu là 28,6cm. Đó. Và đi theo cặp loa này thì có hệ thống chân chống rung, chân đinh gắn liền, có thể tháo rời, được gắn ở dưới đáy của loa. Và loa này thì cũng được trang bị cái lỗ thông hơi ở phía dưới của đáy loa, vẫn thường gọi là lỗ thoát hơi sạt. Đây là xu hướng của hầu hết những dòng loa hiện đại. Điều này thì giúp chúng ta có thể dễ dàng kê kích. Đó, chúng ta không phải ngại ngần khi kê sát tường. Đó, và đặc biệt là cái khoảng cách giữa chân đinh và sàn thì đã được hãng nghiên cứu và làm một cái khoảng cách cố định. Đó, chính vì vậy thì chúng ta đặt ở đâu trong căn phòng cũng được mà không cần phải lo các cái góc tường hay là các cái hậu tường ở đằng sau. Và cặp loa này thì được thiết kế thùng hoàn toàn bằng kim loại. Và cái đặc điểm nổi trội của dòng loa Scansonic MB2.5 là sử dụng loa chép Reborn kín cùng hệ nam châm cấu hình dọc kiểu put-pun danh tiếng. Đó. Cái cặp loa này thì thừa hưởng rất nhiều công nghệ cũng như là chất lượng cao từ dòng loa Rido. Nếu như anh em chơi muốn một không gian nhạc trình diễn rộng mở, âm hình rộng mở và đặc biệt là chúng ta có thể nghe lâu và trải nghiệm lâu thì cái dòng Scansonic sẽ cho chúng ta một cái chất âm rất là chi tiết. Đó, chi tiết ở giải cao và giải trầm thì không quá nặng nề nhưng vẫn đủ sâu, ấm, mềm. Đó là đặc điểm của dòng loa Scansonic. Chúng ta có thể nhìn thấy một cái thiết kế nhỏ gọn xinh xinh. Đó, nhưng khi mà dòng loa này cất tiếng thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ mê luôn. Đó. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiến lại gần hơn một chút để xem cái cặp loa này. Trước khi đó thì em cũng giới thiệu luôn với quý vị bạn một số cái cấu hình của cặp loa này. Loa có trở kháng là 6 ohm, chỉ cần âm ly từ 50W trở lên là ghép tốt luôn. Độ nhạy là 88 dB và có tần số đáp ứng là từ 36Hz tới 40kHz. Giải cao của loa chép Reborn này thì thể nói là thực sự là chất lượng. Đó. Và với một cái thiết kế thùng kim loại hiện đại đó, thì cho chúng ta một cái cảm nhận thấy một cặp loa sang trọng. Đó. Bên trên này là carbon này, thưa quý vị bạn. Đó, loa chép Reborn. Màng loa của loa mid bass và loa bass cũng sử dụng màng loa là màng loa carbon nha, thưa quý vị bạn. Đó, gân cao su.
Đó. Và bên dưới này cũng là carbon này. Đó, thật là tuyệt vời. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhìn cái hệ thống cọc loa. Cũng là một trong những cái hệ thống cọc loa chất lượng cao. Đó. Đây là một cặp loa được giới chơi audio đánh giá rất cao. Mặc dù là có một hình thức khá là khiêm tốn, nhưng chất lượng âm thanh thì nhiều loa to lớn hơn cũng không thể vượt qua được cặp loa này. Rồi, bây giờ thì em sẽ test một bản nhạc để chúng ta cùng trải nghiệm âm thanh của cặp loa Scansonic MB 2.5, hàng chính hãng tại Bá Hùng Audio và giá công ty niêm yết là 80 triệu 500 nghìn đồng. Thì khi quý vị bạn mua hàng tại Bá Hùng Audio thì luôn có những cái mức chiết khấu tốt nhất thị trường. Hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978 263 263. Xin cảm ơn quý vị bạn rất nhiều.